Xin chào tất cả mọi người. Ở trang 146 của chương 10, chúng ta có một tài liệu học tập Dokimon. Và toàn bộ tài liệu học tập này nói về một chương trình học đó là Erasmus Plus và chúng ta đã gặp ở trong bài trước. Ở trong bài trước chúng ta đã nghe ở trong CD số 103 ba sinh viên là chị Lucy, chị Livia và anh Piotr đã tham gia vào chương trình Erasmus. Và họ đã kể những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm và những cái dự phóng tương lai của họ khi tham gia chương trình Erasmus Plus. Và trong tài liệu này chúng ta sẽ xem chương trình này là gì. Đề tựa của tài liệu học tập này đó là Ensemble et changeons. Ensemble là cùng nhau, et changeons đây là mệnh lệnh cách của động từ échanger. Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi. Đây là một động từ nhóm 3, mà là động từ nhóm 3 đặc biệt chúng ta để ý. Động từ échanger chia giống như là manger, chia giống như là changer, tức là thay đổi, chia giống như là charger, charger là nạp, chẳng hạn chúng ta nạp điện cho cái điện thoại gọi là charger. Thì đây là nhóm 1, nhưng mà nhóm 1 đặc biệt bởi vì nó đứng trước e, nó có ký tự g và ở ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta thêm ký tự ơ. Chúng ta để ý, động từ échanger nó có cái căn là tới chữ g này này, tới chữ g này. Essence, và chúng ta ghép bộ đuôi của động từ nhóm 1 với cái căn này ES, ONS, EZ, ENT. Nhưng riêng trong các động từ nhóm 1 mà có cái dạng thức là GER, chúng ta phải thêm ký tự E ở đây. Chúng ta để ý nhé, cái căn nó chỉ có ECHANG, ECHANG, tất cả các ngôi thứ đều như vậy. Thì ngôi thứ nhất số nhiều nu cũng phải là ECHANG. Rồi chúng ta ghép với bộ đuôi tôi màu vàng. Nhưng mà ở đây trong ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta phải thêm ký tự ơ này. Chính ra nó không có. Nếu mà theo quy tắc thì chúng ta làm là không có ơ. Nhưng mà đây là nhóm một đặc biệt chúng ta phải thêm vào. Như vậy đề tựa của bài này là Ensemble et changeons. Chúng ta cùng nhau trao đổi. Trao đổi tức là A đưa cho B một cái này, B lại đưa cho A một cái kia. A và B trao đổi cho nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung của cái tài liệu này. Có tất cả là 7 phần nhỏ như thế này. Đó là những câu hỏi rồi trả lời. Rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời cái phần tìm hiểu. Và tôi đã ghi toàn bộ cái nội dung của cái tài liệu này ra Word để chúng ta có thể học cho nó dễ dàng. Ensemble et changeons. Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi. Câu hỏi thứ nhất. Erasmus Plus, qu'est-ce que c'est? Chúng ta đã biết cái dấu cộng này đọc là plus, tức là coi như là thêm vào đó. Erasmus plus, qu'est-ce que c'est? Chương trình Erasmus, Erasmus plus đó là cái gì? Giải đáp. C'est un programme de la Commission européenne ouvert à tous. Đây là một chương trình của Ủy ban châu Âu được mở ra cho tất cả mọi người. Chúng ta phải phát âm ký tự S. C'est un programme de la Commission européenne ouvert à tous. Ouvert là mở ra cho tất cả mọi người. Il encourage la mobilité des jeunes et des professionnels dans les domaines de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il, đây là cái chương trình này khuyến khích, động từ encourager là khuyến khích, chương trình này khuyến khích cái tính năng động, cái tính linh hoạt, la mobilité của giới trẻ và của những nhà chuyên nghiệp ở trong các lĩnh vực về giáo dục, education, trong lĩnh vực về đào tạo, la formation, trong lĩnh vực liên quan tới tuổi trẻ, la jeunesse, và trong lĩnh vực thể thao, le sport. Chúng ta nói thêm về động từ encourager. Ở trong động từ encourager, chúng ta thấy có danh từ courage. Courage là sự can đảm, là một danh từ. Courage là sự can đảm. Encourager là làm cho người ta có sự can đảm, tức là khuyến khích sự linh hoạt của các giới trẻ, là khuyến khích, tức là ngoại động từ trực tiếp. Encourager quelqu'un à faire quelque chose. Nếu chúng ta khuyến khích ai làm cái gì, thì chúng ta dùng cấu trúc là encourager quelqu'un. Đây là đối tượng trực tiếp. À faire quelque chose, khuyến khích ai làm việc gì. La mobilité là sự linh hoạt. Ở trong này chúng ta thấy có tính từ mobile, tức là nó thay đổi, nó có thể di chuyển.
Chẳng hạn như là điện thoại di động của chúng ta, telephone mobile, nó có thể mang từ nơi này qua nơi khác. Và câu cuối, c'est aussi un programme d'échange pour les étudiants. Đây cũng là một chương trình để trao đổi dành cho các sinh viên. Đây là danh từ của động từ échanger. Những ai ở Sài Gòn thì chắc đều nghe tới trung tâm IDCAF. IDCAF là viết tắt của Institut d'échange culturel avec la France. Người ta lấy các ký tự đầu, người ta tạo thành một cái chữ gọi là IDCAF, là trung tâm trao đổi văn hóa với nước Pháp. Ở đây tổ chức các cái lớp tiếng Pháp, rồi có một thư viện gồm các cái tài liệu về tiếng Pháp, tài liệu nghe nhìn, và có tổ chức các cái buổi hội thảo nữa. Institut d'échange culturel avec la France. Câu hỏi số 2, qui propose Erasmus Plus? Ai là người đề xuất ra cái chương trình này? Les établissements d'enseignement supérieur, đó là các cái tổ chức giáo dục cao đẳng, superior là cao đẳng trở lên, cao đẳng rồi đại học, rồi cao học, rồi tiến sĩ, tức là sau bậc tú tài, gồm có université, các trường đại học, có S tức là số nhiều các trường đại học, grandes écoles là các trường đại học danh tiếng. Ở đây chúng ta thấy tính từ là grand này, là to này, école là trường, không phải là các trường có quy mô to, đông sinh viên, rồi nhà cao cửa rộng, không phải là có ý nghĩa về cụ thể, mà là ý nghĩa trừu tượng. Grandes écoles là các cái trường cao cấp. Thi tuyển vào cái trường này là cực kỳ khó khăn, họ tuyển các cái sinh viên ưu tú để vào học các cái ngành ở trong trường này. Institut d'études politiques, các cái học viện nghiên cứu về chính trị, École d'Art, các trường về nghệ thuật, vân vân. Như vậy các cái trường này ở cái cấp cao đẳng đổ lên đó, thì đề xuất ra cái chương trình Erasmus Plus. Câu hỏi số 3, est-ce que je peux partir avec Erasmus Plus si je ne suis pas étudiant en Europe? Nếu tôi không phải là sinh viên ở châu Âu thì tôi có thể tham gia ra đi với chương trình Erasmus Plus hay không? Oui, được. Erasmus est un programme international d'études. Erasmus là một chương trình quốc tế để học tập. Si vous êtes inscrit dans une université partenaire, vous pouvez partir avec Erasmus Plus. Nếu các bạn đã ghi danh ở trong một trường đại học đối tác với các cái trường ở bên châu Âu, thì các bạn có thể ra đi với chương trình Erasmus Plus. Ý là nếu các bạn không ở châu Âu nhưng mà cái trường các bạn ghi danh ấy, nó là đối tác của một trường ở bên châu Âu, thì các bạn có thể tham gia vào chương trình Erasmus Plus. Câu hỏi thứ tư, on peut faire quel cursus avec Erasmus Plus? Cursus chúng ta đã giải thích, đó là tổng hợp những cái việc học hành cho một cái ngành học nào đó, chúng ta gọi là học trình đấy. Người ta có thể thực hiện theo đuổi những cái học trình nào với chương trình Erasmus Plus. De nombreux parcours universitaires sont possibles. Người ta có thể theo nhiều con đường học vấn ở bậc đại học khác nhau, diplôme de licence, master, doctorat, để lấy các văn bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ, dans les disciplines de votre choix, ở trong các cái ngành học theo lựa chọn của các bạn. Le choix là danh từ của động từ choisir, là lựa chọn theo các ngành của sự lựa chọn của bạn, tức là tùy ý bạn chọn. Có thể là langue, học về ngôn ngữ, lettres, học về văn chương, droit, về ngành luật, économie, ngành kinh tế, physics, ngành vật lý, mathematics, ngành toán học, medicine, ngành y học, sociology, xã hội học. Medicine là y học, chúng ta không phát âm ký tự ơ giữa. Où est-ce qu'on peut partir? Với chương trình này chúng ta có thể đi tới đâu? U là chỗ nào? Où est-ce qu'on peut? Người ta có thể đi tới chỗ nào? Dans les pays de l'Union européenne. Người ta có thể đi tới các quốc gia ở trong Liên hiệp châu Âu. Allemagne, nước Đức. Espagne, Tây Ban Nha. France, nước Pháp. Grèce, Hy Lạp. Rumani, nước Rumani. Slovakia, nước Slovakia. Et dans les pays partenaires, và trong các quốc gia đối tác, Albania, Armenia, Iceland, Liban, Russia là Nga, Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta có thể đi tới một số các quốc gia như thế này và còn chấm chấm và còn nữa.
Comment partir avec Erasmus Plus? Làm sao để có thể tham gia để ra đi với chương trình Erasmus Plus? Thứ nhất, chúng ta phải renseignez-vous sur le site internet Europa EU Programme Erasmus Plus. Các bạn phải tìm hiểu thông tin ở trên trang mạng như thế này. Thứ hai, cherchez votre discipline, rồi các bạn tìm cái ngành học. Thứ ba, quand vous avez trouvé une université d'accueil, préparez votre dossier. Sau khi các bạn đã tìm được một trường chấp nhận đón tiếp các bạn, thì các bạn phải chuẩn bị hồ sơ. Thứ tư, surveillez le calendrier. Các bạn phải theo dõi cái lịch. Thứ năm, vous devez déposer votre candidature complet avec votre CV avant la date limite. Déposer là nộp đơn. Các bạn phải nộp cái đơn xin ứng thi đầy đủ với lý lịch trước cái hạn cuối. Và câu hỏi cuối, câu hỏi số 7. Quels sont les aides financières? Những cái trợ giúp về tài chính là những trợ giúp gì? Si vous participez au programme Erasmus+, vous recevez une bourse de l'Union européenne. Nếu các bạn tham gia vào chương trình Erasmus+, các bạn nhận được một học bổng của Liên hiệp châu Âu pour le logement cho trả tiền nơi ở, le voyage, tiền đi di chuyển, et la vie de tous les jours, và tiền sinh hoạt của mọi ngày. Chúng ta vừa mới tìm hiểu nội dung của chương trình Erasmus Peace ở trên cái tài liệu này, và bây giờ chúng ta trả lời các câu hỏi bên dưới. Compréhension écrite, tức là đọc hiểu, người ta viết ra và bây giờ mình đọc, và mình đọc cái tài liệu đó và mình hiểu, mình trả lời bài. Câu số 1, observez le document. Các bạn hãy quan sát cái tài liệu bên trên. Est-ce que vous connaissez Erasmus Plus? Các bạn có biết cái chương trình này không? Ở Việt Nam chúng ta thì những ai mà không có ý định đi qua bên châu Âu học thì không có quan tâm, không biết tới cái chương trình này. Một số bạn khác nếu quan tâm thì biết, nếu biết thì chúng ta trả lời là Oui, je connais. Nếu không thì là Non, je ne connais pas. No, không, tôi không biết. Nếu biết thì chúng ta trả lời là Oui, je connais. Không biết thì là Non, je ne connais pas. Câu hỏi số 2. De quel type de document il s'agit? Động từ il s'agit de có nghĩa là đây là loại tài liệu gì? Thì chúng ta trả lời là đây là một tài liệu về học tập. C'est un document d'études. Chúng ta cũng có thể dùng cái động từ này để trả lời. Il s'agit d'un document d'études. Il s'agit de tương đương với c. Đây là một tài liệu học tập chứ không là tài liệu về kỹ thuật khoa học hay là về du lịch vân vân. À, qui il s'adresse? In là cái tài liệu này. Tài liệu này nói với ai? Thì ở bên trên chúng ta thấy là đây là một cái chương trình của Ủy ban châu Âu mở ra cho tất cả mọi người, tous, cho tất cả mọi người. Thì chúng ta trả lời là in s'adresse à tous. Câu hỏi số 4, vrai ou faux? Các cái câu phát biểu ABCD này đúng hay sai? Đúng là vrai, faux là sai. Câu số 1, Erasmus Plus est un programme pour l'enseignement supérieur. Chương trình Erasmus Plus là một chương trình dành cho ngành giáo dục cao đẳng tức là cao đẳng đại học. Thì là đúng, c'est vrai. Từ tú tài trở lên. Câu hỏi số 2, Les étudiants non européens peuvent partir avec Erasmus+. Các sinh viên không phải ở trong khối châu Âu cũng có thể ra đi tham gia vào chương trình này, c'est vrai. Chúng ta đã coi ở bên trên, người ta hỏi là nếu tôi không có ghi danh ở trong một cái trường châu Âu, tôi có thể tham gia vào chương trình này được không? Nếu tôi không là sinh viên ở bên châu Âu, thì câu trả lời là oui, được. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải ghi danh vào trong một trường đại học và trường đại học này là đối tác với một trường ở bên châu Âu thì các bạn mới có thể tham gia. Như vậy câu B là một thông tin đúng, vrai.
Câu 3, avec Erasmus plus, on ne peut pas choisir sa discipline d'études. Trong câu hỏi số 4 của tài liệu, on peut faire qu'un cursus avec Erasmus plus. Với chương trình Erasmus plus, người ta có thể theo đuổi các cái học trình nào? Thì ở đây người ta trả lời là được theo, chúng ta có thể theo đuổi nhiều khóa học, nhiều ngành học chẳng hạn, và theo cái ngành học mà chúng ta lựa chọn, dans les disciplines de votre choix, nào là về ngôn ngữ, văn chương, luật, kinh tế, vật lý, toán, y học và sociology. Như vậy câu phát biểu C, với chương trình Erasmus plus người ta không thể chọn được cái ngành học của mình, thì đây là một thông tin sai. Faux. Thông tin cuối cùng, Erasmus plus propose des bourses aux étudiants. Chương trình Erasmus plus đề xuất những cái học bổng cho sinh viên. Ở đây chúng ta thấy đây là một thông tin đúng. Vrai. Là bởi vì ở bên trên khi người ta nói là được trợ cấp những cái chuyện gì, thì người ta nói là sẽ được một cái học bổng của Liên hiệp châu Âu dành cho việc ăn ở, cho việc di chuyển và cho tất cả các cái công việc của sinh hoạt, của đời sống hàng ngày. Câu hỏi số 5. Can diplomas sont proposés par Erasmus Plus? Chương trình Erasmus Plus đề xuất ra những cái văn bằng nào? Trong câu hỏi số 4, người ta đã trả lời là chúng ta có thể theo đuổi nhiều cái chương trình học đại học khác nhau và có các cái văn bằng về cử nhân, về master là cao học và tiến sĩ nữa. Như vậy để trả lời cho đầy đủ các cái câu số 5 này, chúng ta sẽ viết như sau. Những văn bằng được đề xuất bởi Erasmus Plus đó là, chúng ta viết như sau. Lê diplôme proposé par Erasmus plus son la licence le master le doctorat. Câu trả lời cho câu số 5, les diplômes proposés par Erasmus plus sont la licence, cử nhân, le master, cao học, le doctorat. Câu số 6, relisez la question 6 du document. Các bạn hãy đọc lại câu hỏi số 6 của tài liệu. Quelles sont les 5 étapes pour s'inscrire au programme Erasmus plus? Để ghi danh vào chương trình Erasmus plus, đâu là 5 giai đoạn? Chúng ta sẽ đọc lại câu hỏi số 6. Trong câu hỏi số 6, người ta nói là muốn tham gia vào cái chương trình Erasmus thì phải làm sao? Trước hết các bạn phải lấy thông tin ở trên trang, ở trên Internet, cái trang này. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là các bạn phải đi tìm cái ngành học của mình. Chercher votre discipline. Giai đoạn thứ ba, sau khi các bạn đã được một cái trường họ nhận vào để mà đón tiếp, thì các bạn phải chuẩn bị hồ sơ để mà ghi danh, chuẩn bị hồ sơ ứng thí, préparer votre dossier, đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là sau khi các bạn nộp đơn, nộp hồ sơ rồi, thì các bạn phải surveiller le calendrier, phải coi chừng, phải theo dõi cái lịch. Và cuối cùng các bạn phải nộp đơn trước cái hạn cuối, déposer. Như vậy người ta hỏi là đâu là 5 cái étape để có thể tham gia cái chương trình này. Thứ nhất là phải lấy thông tin, thứ hai phải tìm cái ngành học, thứ ba sau khi được một trường nhận rồi thì phải chuẩn bị hồ sơ, thứ tư phải theo dõi cái lịch, và cuối cùng chúng ta phải nộp đơn theo đúng cái lịch của nó. Câu hỏi số 7 nói về các cái từ ngữ synonym, là các đồng nghĩa. Chúng ta phải nối kết các cái từ đồng nghĩa với nhau. A, bourse là một học bổng. Học một học bổng tức là một cái chương trình để giúp đỡ về tài chính.
Et financier. Cursus là mà học trình. Học trình tức là chúng ta theo học các cái môn của một cái ngành nào đó. Từ đồng nghĩa là parcours. Số 3, domain là một lĩnh vực. Lĩnh vực mà chúng ta cần theo dõi, chúng ta cần học tập, nghiên cứu. Đó là discipline, là một ngành. Bài số 8. Retrouver les noms de ces disciplines dans les documents. Các bạn hãy tìm, nhìn dựa vào cái hình này, các bạn hãy tìm những cái từ ngữ liên quan để chỉ cái ngành này. Ở đây chúng ta thấy A là ngành toán học, là les mathématiques. Mathematics luôn luôn là số nhiều. Mathematics. Đây là ngành văn chương. Ngành văn chương là nó có nhiều sách vở, thư viện, lettres. Ở bên dưới chúng ta thấy có một cái ống nghe để thăm khám bệnh. Đây là ngành y khoa. Medicine này. Và bên này là ngành luật, chúng ta thấy có cái cân này để tượng trưng cho ngành luật. Và xin